giờ là như vậy đi nha. Tôi thấy á, từ ngày mà hai đứa mình tự nhiên gặp nhau làm như cuộc đời nó thay đổi, đúng không? Trước giờ tôi đâu có nghĩ là trên đời này có ai giỏi hơn tôi đâu, mà từ ngày tôi gặp ông tôi mới biết là cái điều đó là sự thật. Có gì là sai rồi. Sai sao? Ông không có giỏi bằng tôi đâu. Sao ông giỏi bằng ông? Cái người thông minh không bao giờ nói nhiều. Nhưng mà hôm nay cái trách nhiệm của mình ở đây nặng nề lắm. Ông có nhớ tại sao mình có mặt ở đây không? Nói đi. Tại sao mà con người bây giờ lại có nhiều bức xúc mà bấn loạn mà đau khổ như vậy? Cái trách nhiệm của mình làm gì? Cứu, chữa. Phải. Làm sao phải giúp cho người ta trở lại bình thường. Vậy mà tại sao ông không hết bệnh? Tôi bệnh rồi nào. À quên, hai đứa mình đâu có bệnh đâu. Tôi không bao giờ bệnh. Đúng. Ông nói nhiều mới bệnh, thấy chưa? Ủa vậy là tôi bệnh hả? Người bình thường không bao giờ nói nhiều, hiểu chưa? Đúng rồi. Nhìn cái mặt là biết có tỉnh hay không rồi. Bây giờ nói vậy tôi bây giờ tôi nghi ngờ lắm. Nhìn ông là biết là rất là uyên bác. Ông học cao lắm phải không? Chứ sao? Trong các ngành khoa học ông nghiên cứu tới đâu rồi? Tôi không nghiên cứu ở mặt đất. Chứ ông nghiên cứu ở đâu? Trên không gian. Hả? Vậy ông là bác học hả? Đúng. Bây giờ tôi hỏi ông câu này ông trả lời được không? Hỏi đi. Tôi nghe nói mặt trăng á, lúc mà nó quay qua bên kia, ừ, thì mình không bao giờ thấy được. Đúng. Vậy thì người ở bên mặt trăng có thấy được mình hay không? Sai. Sao sai? Hỏi câu tầm bay tầm ba cũng hỏi. Sao tầm bảy? Trên mặt trăng là vì có người. Trời ơi, như vậy đúng rồi. Vậy là đó giờ tôi nghi ngờ cái năng lực của ông. Bây giờ tôi biết ông đúng là thiên tài. Ông mà xứng với lại cái nhà bác học gì nè. Cái nhà bác học gì Satan. Satan gì? Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Cái gì đó, cái gì tanh tanh đó. Anh tanh. Tôi không cần biết ông nói chuyện tào lao rồi đó. Cái gì nói là không biết, nói chuyện không có hợp với ông rồi. Nhưng mà ông nhớ cái mục đích của ông tới đây là làm gì hay không? Tôi biết, tới đây là cùng ông để mà cứu người ta, hiểu chưa? Đúng rồi. Cứu ai? Nãy giờ ông nói qua tôi không thấy ai ở đây chứ cứu. Mình hẹn nó ở đây nhưng nó phải vô trong nó uống thuốc rồi nó mới ra đây. Thuốc cái gì? Kêu nó đây lẹ lên. Từ từ. Tôi không có chờ đợi gì nữa hết. Tới giờ mà ấy là dắt em đâu vậy? Tính anh nó siêu lưu lắm. Tới những cái nơi nào đó hỏi biết một chút. Ngồi đây chơi, ngồi đây chơi. Ủa sao siêu lưu nguy hiểm mà ngồi chơi? Ở đây thoáng mát. Ôi chào chị. Ê, chị khỏe hả? Ê, chị Bảy kìa. Cậy đi, tao quýnh anh bây giờ. Ngồi ngồi đọc sách đi nha chị Bảy. Ê, em sorry, đừng giận nghe chị. Kệ kệ, chị ngồi đi. Trời đất ơi, hai đứa nó bước ra tôi đứng đâu là Mission Impossible không à. Anh, công nhận ở đây có hai con cún dễ thương quá. Một con áo xanh, con áo xanh. Nó nói cái gì vậy, nó nói cái gì vậy? Nó nói có đây có hai con thú dễ thương. Một con màu xanh, một con màu sọc. Trời ơi. Ông có thấy con thú nào không? Vậy là cuối cùng tôi cũng được nhận định đúng giá trị của mình rồi. Vậy là hai đứa mình là hai con thú đó hả? Cảm ơn chị em nha. Như vậy là bắt đầu tụi nó tiến triển hơn một bước rồi đó. Bữa nay khá lắm. Uống thuốc xong rồi phải không? Dạ. Uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Ổn ổn, sáng nào cũng uống mà. Đó, biết là uống thuốc rồi mà. Sao rồi? Dạ. Tình hình cái con người bữa nay thấy nó khỏe chưa? Sao? Đủ tỉnh táo chưa? Khỏe rồi. Ổn rồi, thấy tỉnh táo rồi. Số mấy nè? Đó, thấy chưa, ba ngón tay. Sao ba ngón? Như mấy ngón? Tám ngón nội. Cái gì? Tám ngón lận. Nè, nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, 6, 7, 8 nè. Đó. Chà, tôi thấy cái bộ không được rồi đó. Ông phải coi lại đi nha. Nó đếm dạ. Sao mà ra 8 ngón? 9 ngón mà. Nè. Đếm sao 9? Quên, lên lộn, 9 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lóng. Đúng rồi, 9 mà. 9, vậy là hay. Đúng ra hôm nay á, tôi có mời ông bác sĩ này về đây. Sau khi ông chữa trị cho hai người rồi, có thể cho hai người về thăm gia đình. Ông này bác sĩ hả? Bác sĩ. Phải không, đi thử ông nè. Cái này số mấy? Số 0. Sai rồi, số 3. Cái gì? Số 3. Nói số 0 chỗ này nè. Không phải, cái này sao tính được, mình tính số bên này nè. Cái này số 30 ông nội ơi. Hả? Nè, cái này 1, 2, 3, 30. Ngu, số 03. 03 hả? Nhưng mà với ổng là số 30. Hả? Thôi bây giờ đừng có cãi nữa. Trời ơi, thông minh quá. Bây giờ vậy, đừng có la. Bây giờ số mấy? 0330. Đánh bao lô hết. 0330 luôn rồi, chiều nay đánh sửa chủ luôn. 30 con gì? Con thú. Không ấy mình đánh 11 con chó nhỏ đi. Hả? À, giống con chó luôn hả? Là ông này là ông bác sĩ chó, hả? Chó sợm đánh con gì? Vậy mình đánh 111. Ý nó nói anh cho già đó. Không ra đây chữa bệnh hay là ông tào lao vậy? Bây giờ vậy nè. Dạ. Tụi em cố gắng
hết bệnh, tụi bác sĩ và anh rồi. Sẽ cho em về. Tụi em hết rồi. Chắc chắn là hết bệnh không? Chắc không rồi. Mà bây giờ em nói đi, lúc ở ngoài đời á, chưa vô bệnh viện em làm cái gì? Trời ơi, em làm phí hình da dược không gian nổi ở. Trời ơi, ngay khớp luôn. Đây, nghiên cứu vũ trụ. Thì con rành lắm ha. Thấy được chị Hằng với chú Cụi luôn, bây giờ tới bắt tay gặp chúc mừng sinh nhật nữa. Quá hay. Rồi còn em? Tôi hả? Ừ. Tôi trước khi vô đây là tôi là con người. Dĩ nhiên rồi, không lẽ là con thú? Mày vô đây bắt đầu tôi từ cho thành con thú lên nè. Tại sao lại thành con thú? Trong khi vô đây một ngày ba bữa cơm, có thuốc uống nữa, thậm chí có em gái ngồi kế bên nữa, mà sao thành con thú được? Muốn mà biết là có chắc là bình thường hay không, mà phải trải qua một cái bài gọi là trắc nghiệm. Tiếng Anh gọi là Testeromation. Không, bây giờ vậy, tụi em sẽ chứng minh tụi em hết bệnh rồi. Lập tức ngày bác sĩ sẽ thả cho tụi em về. Chẳng hạn như em ở ngoài em có bằng lái chưa? Có chứ. Có bằng lái không? Rồi. Xe gì? Cái xe gì cũng có hết. Bây giờ vậy đi, em hãy tưởng tượng cô này là một chiếc xe. Em là con ngựa mà. Nhưng mà cứ coi giúp cho em nó đi. Vậy bây giờ em hãy leo lên xe em lái đi. Xe này xe gì vậy? Xe này xe chắc cũng xe ngựa hả? Em nghĩ sao bé này mà nói xe ngựa. Chứ bây giờ anh muốn xe gì? Thỏ thôi. Xe thỏ. Xe thỏ. Xe thỏ. Bây giờ ghi đông đâu? Đây. Dạ. Dạ. Ghi đông thấp quá vậy. Ừ. Không, cái đó là cái yên rồi. Bây giờ cái ghi đông nè. Cứ căng tay làm ghi đông đi. Đó, rồi. Bây giờ cầm lên ghi đông đi. Rồi. Tìm coi cái nút đề nằm đâu. Ở đây nè, ở đâu đâu đây nè. Nút đề nằm sao? Ở trước là nút đèn khác. Làm cho đúng. Không quay nút đề nè. Không. Đây. Nút đề nào đây? Đầu phải hướng đằng trước. Nút đề, cứ coi tưởng tượng ra nút đề đây. Là cục này nè, nút đề. Cục này đề hả? Rồi. Đâu cái nào nhô lên mới là nút chứ. Bên này nút kèn nha. Bóp kèn đi. Kèn này chưa găng tiếng sao chưa ngộ vậy? Rồi, xe này ổn quá rồi. Bắt đầu chạy nha. Ủa em phân khối bao nhiêu vậy? 250. 250. Có bằng A2 chưa? Tôi bằng gì cũng có, bằng lái máy bay tôi có luôn rồi. Hay quá. Vậy thì tưởng tượng này là máy bay đi. Bay luôn, máy bay luôn hả? Cái dù của em đâu? Dù phi công á, trái nó nhảy á. Nè cái này làm cái dù chùm. Rồi. Trời ơi. Được hết. Bác sĩ vô đây uống nước liền luôn đó. Giờ để vậy đi. Rồi. Bác sĩ nó vô nghe vô. Rồi bắt đầu đây đi. Đây. Nổ máy đó. Thôi bây giờ nó không có chơi số đạp nữa cưng. Nút đề. Đây, cậu ơi, đây. Đút chìa khóa vô. Trời ơi. Đút vô đây nè, dặn cái đó. Rồi đề nè, máy nổ nè. Hay quá. Rồi, mày chạy. Chạy đi. Xe ga chứ không phải xe ngựa con ơi. Chạy luôn. Chạy vậy. Ồ, chào thím Bảy. Vậy còn đọc sách hả? Rồi bác ngồi đọc sách hoài luôn ta. Anh làm cảnh sát giao thông anh thổi lại đi. Wow. Chào anh. Dạ chào. Anh cho coi bằng lái xe. Khó quá hả? Để quên nhà rồi anh. Tưởng tượng cũng mình được. Mình không bỏ ý mình không. Tôi không có biết ai là mình không hay không mình chưa biết không biết là phạm lỗi gì chưa. Lỗi gì anh? Vừa chạy xe vừa nhảy. Đâu có nhảy đâu. Có cái xe nó nhảy mà. Nó nhấp dữ vậy. Cái xe nó phải nhảy. Cái đó là do ổ gà. Cái khu đường này nó còn dấp. Đúng vậy, anh phạt quan người ta rồi, tội nghiệp. Thôi hai đứa lên xe chạy tiếp nữa đi. Không mấy giờ phạt quan thối tiền lại cho tụi em đi. Hôm qua em đi chùa hương. Dắt xe vô đây đi. Bà này bác sĩ đó. Bác sĩ nhưng mà bà hòa nhập với lại bệnh nhân cho nên bà giống bệnh nhân hơn mình nữa. Thì bác sĩ, bây giờ bác sĩ quá bộ tới thăm chúng em có điều gì dạy bảo? Trời hôm nay nắng đẹp nó sợ luôn. Bác sĩ. Ê, cỏ xanh quá nè. Chứ chà bác sĩ cũng vậy hả trời? Ê, nguyên con dê chó trên mặt mầm. Thưa bác sĩ, hôm nay chúng tôi hân hạnh rước được một ngày gọi là khoa học gia vũ trụ. Ngày tới đây có nhã ý là sẽ chữa cho hai bệnh nhân chúng ta khỏi bệnh để về quê thăm gia đình. Gia đình đã mong chờ các em này lâu năm rồi, cho nên là bây giờ là đề nghị bác sĩ xem lại hai bệnh nhân có đủ điều kiện chưa để cho ba chúng tôi cùng về. Hay, hay lắm.
lắm. Dạ. Chị... Hai tụi em tên gì vậy? Chị tên gì vậy? Gì? Trời ơi, chị tên gì chị biết chị chết liền á. Thì tụi em cũng biết. Bác sĩ. Công nhận ha. Trời nóng chết luôn vậy đó. Chị nhìn cái mền của em đang quấn trên người, chị muốn đi vô phòng lạnh. Chị hình như em nghe anh này nói là chị tên Sĩ, họ Bác là bác sĩ. Ủa? Chết mộ đây mới bác sĩ nè. Bà này lòi sĩ rồi, qua đây. Nè, ngồi xuống đi. Dạ em đứng lên ha bác sĩ. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống không? Không chết đích bây giờ. Sao? Thấy trong người sao? Khỏe chưa? Dạ tôi vẫn khỏe. Hồi sáng chích thuốc chưa? Dạ hồi sáng em có uống thuốc rồi. Nhưng mà chích thì ông này ông dành chích luôn 2 mũi. Trời đất ơi. Muốn về với gia đình là phải chích đủ liều lượng nghe chưa? Dạ dạ có. Ráng cố gắng phải chích đủ. Chích thuốc chưa? Dạ em chích dư hồi sáng rồi để tranh thủ về. Số mấy? Ngón út. Số mấy? 01 01. Ngón út. 01. Không một. Số 10. Số gì cái này ngón tay mà số gì cái này. Trời thử sao quá. Cái này là cái gì? Bao nhiêu rồi? Rồi vô khu đặc biệt luôn rồi. Số mấy? Em tỉnh rồi bác sĩ. Móng tay đắp số mấy? Qua khu đặc biệt luôn. Ê, ấy ơi. Qua luôn. Qua. Đây tới 4 lần. 1, 2, 3, 4 lần. Số mấy? Qua khu đặc biệt. Cái này nó có được tính giống cái này không bác sĩ? Số mấy? Ai nhắc bà em đi có được gọi người thân tới chạy đi. Số 10. Trời em được về rồi, thấy chị mới bệnh rồi. Đưa lên phòng cấp cứu. Trời ơi. Chích bao nhiêu thuốc cũng không hết. Ông có chích mỗi lần đem vô con dành uống không à? Bởi vậy cô không bao giờ hết bệnh là... Hết rồi. Không bao giờ hết là vậy. Hết rồi mà. Hồi nãy là tôi đã thử mấy người này rồi. Bây giờ tôi sẽ thử anh. Dạ. Anh là tôi thấy ổn hơn những người khác. Dạ thưa bác sĩ. Số mấy đây? Đó. Thà bác sĩ chỉ. Cái giếng tụi xì cái giếng. Vậy nó cái giếng gì? Cái giếng. Dạ số 2. Tại sao lại số 2? Dạ dựng lên vậy. Em móc thêm nữa thành số 2. Rồi, ủa không ra số 2, ra số 6. Vậy thưa bác sĩ em nói lại được không? Số 6. Số này là số mấy? Số này khó quá vậy bác sĩ. Hình như nếu đúng ra là số 6. Đúng rồi số 6. 6 nè nó quẹo nè. Số 6 cái mỏ má. Trời ổng ngóc luôn, có móc cái gì rồi kìa. Số mấy? 6 3 1 2. Quay đi chơi. Khó quá bây giờ. Số mấy? Quay đi chơi. Số 1. Tào lao cái này là cái lai ở trong Facebook. Còn đó là số 1. Phải khó quá à. Không biết cái gì hết. Đúng ở rồi. Trong này bao nhiêu thuốc rồi? À, chị đốt lại đi. Chị cho mọi người bao nhiêu thuốc rồi? Bệnh nhân bị chết mất. Nói gì vậy? Được cái áo đây. Sao vậy? Suốt ngày lấy áo bác sĩ mặc không ha? Nói la nhỏ nhỏ thôi. Lần nào chơi cũng la cho bự miệng được. Đưa con đây. Trời ơi là trời, chị ra gã này là gã khùng chúa đây đó. Trời đất ơi. Hôm nay tôi nói được vô tôi nghi rồi. Cãi mình bởi vậy hả? Thứ gì đâu. Dạ. Khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi. Này số mấy? Hả? Dạ. À không ai chung á mình. Dạ. Qua đi ngồi. Số 1. Rồi. Dạ. Nghe không hết bệnh rồi. Cái này số mấy? Ờ số này số 2. Rồi. Hết bận luôn rồi, trời ơi. Ổn rồi. Số mấy? Bác sĩ vô có khác. Số 5. Rồi. Này số mấy? Không. Nặng nhất nè. Ông ấy đố con nói được hết cho con vậy. Này số mấy? Nút like á. Số 1, ngu. Bên kia nói nút like mà. Khỏe chưa? Dạ. Khỏe chưa? Có còn bệnh không? Thưa bác sĩ, từ lúc em vô đây tới giờ em không có bệnh. Rồi, đang bệnh đó. Bây giờ vậy, mỗi người sẽ trả lời tại sao lý do vô đây. Cô, tại sao cô vô đây? Em vô đây tại vì em thích em vô đây. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Nghe là bà đi giải phẫu thẩm mỹ đó. Thẩm mỹ cắt lộn dây thần kinh. Em vô đây, em mới biết là em là một người đẹp nhất ở đây. Ngồi xuống đây. Ngồi rồi đó.
chú. Dạ em đang ngồi rồi. Rồi đứng đi. Dạ em đứng cũng như ngồi mà ngồi cũng như đứng. Nằm đi. Dạ. Ừ rồi. Tại sao vô đây? Lúc đầu tôi là người bình thường. Xong rồi sau cuộc sống rồi tôi cũng bình thường. Thì bây giờ tôi vô đây tôi ở cũng là thấy điều bình thường. Ngồi xuống đi. Rất không bình thường. Không căng thẳng. Từ từ hết bình sẽ về với gia đình. Tại sao vô đây? Tôi vô đây là nó có nhiều cái trường hợp. Rồi. Nhưng mà cái trường hợp mà tôi nhớ nhất là... Tiền nhiều quá không xài hả? Tôi hồi xưa là một người rất giàu. Tiền nhiều quá xài không hết. Mà tánh tôi thì không thích cho ai hết. Đúng, tôi biết cái đó tôi rành lắm. Mà tôi có rất nhiều người yêu rất nổi tiếng. Ừ. Những người tôi yêu toàn trong giới showbiz. Những ngôi sao ca nhạc. Biết. Không liên quan. Sau đó đó khỏe rồi, khỏe hơn qua rồi, lát lên bệnh viện trung ương chưa nói hết mà. Thôi khỏi nói đi, sao vô đây rồi, ở đây đây luôn đi nha. Sao vô đây? Trách nhiệm em phải vô đây. Trách nhiệm mới vô đây hả? Sao vô đây? Bệnh. 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 Bệnh nhất á. Hỏi sao vô đây? Hỏi sao vô đây? Bệnh. Biết bệnh. Bây giờ trả lời nè. Dạ. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Con nghĩ là cái trứng có trước. Tại sao? Giống như Tề Thiên vậy đó, nó nổ ra cái nó ra con gà. Tề Thiên là cục đá bà nội nha. Thì bây giờ con gà là cái trứng. Rồi ai đẻ con gà nào đẻ ra cái trứng mà cái trứng có trước? Thì Tề Thiên có ai đẻ nó đâu. Tề Thiên không có, đang nói về con vật. Thì Tề Thiên là con khỉ. Tề Thiên là cục đá đang về được sinh nở. Cái trứng có trước hay con gà có trước? Nhưng mà con hỏi bác sĩ Tề Thiên là con gì? Thì nó là con vật. Đúng rồi. Thì con gà cũng là con vật. Thì hỏi bây giờ họ cái trứng có trước hay gà có trước? Đâu hỏi Tề Thiên. Thì con nói cái con gà có cái trứng có trước. Con gà có trứng có trước. Thường lắm. Tội nghiệp gia đình. Không trả lời đúng mà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Dạ thì lúc nào tôi cũng suy nghĩ như vậy. Thực ra khi mình đặt ra câu hỏi cái trứng có trước hay con gà có trước. Đúng rồi. Đó là do ý thức của mình. Đúng rồi. Tự vì nếu cái trứng có trước thì cái gì đẻ ra cái trứng. Đúng. Mà con gà có trước thì cái gì đẻ ra con gà. Đúng. Cho nên có thể suy nghĩ được rằng thậm chí không thể nào có con gà có trước, mà cũng không thể có cái trứng có trước. Trời. Mà cái quan trọng nhất là ở đời này cái gì có trước, để nó có thể sinh ra những cái có trước. Từ cái có trước đó. Gửi email. Đọc sao? Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi bệnh tôi đâu biết gì đâu. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi có trước. Vậy là ba đẻ hai đứa. Tại cái mặt tôi cũng đâu có khác gì con gà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Em kỵ con gà, anh hỏi con khác luôn. Tại con gà em kỵ, đang ngồi kế bà này với con gà em kỵ nãy giờ rồi. Rồi. Né né. Hỏi về đi chú. Con cá heo có trước hay là cái trứng có trước? Cá heo đẻ con. Ơi, thông minh nè. Thông minh nè. Để tôi hỏi ông già. Luôn, ông làm già nhất ở đây nè. Ba ông có trước hay má ông có trước? Mày có trước hay tao có trước? Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một số phận và ai cũng có một tình cảm. Những người tâm thần họ cũng cần có những người để sẻ chia về tình cảm. Họ cũng có một số phận, không ai muốn như vậy. Nhưng vì cuộc sống có quá nhiều đau thương, quá nhiều trắc trở, chúng ta hãy dang rộng vòng tay để nhìn họ với một cái nhìn khác hơn. Chúng ta phải hiểu họ, phải thông cảm. Dạ dạ dạ. Đi 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 chưa? Đi trả đồ cho bác sĩ cái. Cái gì? Ủa, đi trước. Ở trong phòng tôi nó mới nhậu.